Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 4 Tây tháng 7, chính thức là ngày hôm nay là ngày 4 Tây tháng 7 năm 2023. Và ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật của nước Mỹ, người ta gọi là American Birthday, hoặc là Independence Day, hoặc là 4th of July. Hôm nay là năm 2023. Và nước Mỹ được thành lập vào 1776, tức là nước Mỹ có khoảng 247 năm thôi các bạn. Mới có 247 năm thôi, nhưng mà nó hùng mạnh đến nỗi như vậy, nó giàu quá trời giàu luôn. Nuôi dân, nuôi những người nghèo, đó, rất là hay phải không? Cho nên ở Hoa Kỳ này có rất là nhiều người, ở khắp thế giới có rất là nhiều người muốn đến Hoa Kỳ để mà định cư. Định cư để làm gì? Là có một cái độc lập tự do. Thì ngày hôm nay là ngày độc lập tự do đã thành lập. Và lúc cái thời điểm năm 1776 đó, lúc đó là ông George Washington, lúc đó người ta bầu ổng lên làm vua. Nhưng mà ổng không muốn làm vua, ổng chỉ muốn làm một người tổng thống, tức là dân bầu lên đó các bạn. Dân bầu cho nên được làm tổng thống. Ông ta là người ta gọi là Mother of the Country, tức là người cha, người mẹ của nước Mỹ. Đó chính là ông George Washington. Thì trong ngày độc lập này đây, thì người ta ai cũng được có quyền đốt pháo. Dân, trừ khi những cái thành phố mà họ không có bán, bắt các bạn đi nước Mỹ, các bạn để ý, nếu như chỗ nào mà có treo những cái quầy pháo mà bán đó, thì những cái thành phố đó được đốt pháo. Và những cái thành phố nào mà không có bán pháo đó, là những chỗ đó là không được đốt pháo. Thì thành phố của em đây được đốt pháo. Đi một chút xíu thiếu 1-2 phút, chừng 3 phút thôi, là sẽ có một cái quầy bán pháo. Một con đường này thôi đó là biết bao nhiêu tiệm bán pháo các bạn. Kế bên nhà em cũng có, ở đâu cũng có, trong chợ Walmart cũng có, và trong Costco cũng có bán. Đây là em mua ở trong Costco này các bạn. Đó, đã không? Hôm nay là được đốt pháo nè, thấy chưa? Đó, pháo đó. Cái pháo này đây á, nguyên một dĩ bự này, nó nhìn nó hùng hậu như vậy đó các bạn, nhưng mà nó rất là rẻ. Nếu như mình mua cái này, mình mua ngoài cái tiệm pháo đó, cái quầy bán pháo thì có thể là cả trăm đô hoặc hơn. Cả trăm đô hoặc hơn như đây nè các bạn, đó. Thấy nó bự hùng hậu gì đã không? Nhưng mà cái này đây, đố các bạn biết là em mua bao nhiêu. Cái này là em mua ở trong Costco nha các bạn. Đố các bạn biết là em mua bao nhiêu. Cái này á, có 29 đô à các bạn. 29 đô mà được một cái như thế này nè. Đó, thấy đã dễ sợ chưa? Có 29 đô thôi, cho tụi nhỏ chơi cho nó đã luôn. Quá rẻ. Thường thường mỗi năm á, em tốn cả hàng trăm đô để mà đi mua những cái pháo ở ngoài quầy bán á. Nhưng năm nay tự nhiên vô Costco nó có bán cái này, mừng quá, bợ về luôn. 29 đô thôi, tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền đó các bạn, thấy chưa? Như đây chơi thôi là thoải mái rồi. Chứ tụi nhỏ nó không có biết gì đâu, mình cầm mình đốt cho tụi nó vui vậy thôi các bạn. Cho nên ngày độc lập tự do của nước Mỹ là hôm nay là được quyền đốt pháo. Nhưng không được đốt pháo lậu. Những cái pháo lậu là pháo gì? Pháo bắn bay lên trên trời, pháo không được kiểm duyệt, pháo không được kiểm chứng. Những người nào mà đốt pháo lậu ngày hôm nay chắc chắn, nếu như mà mấy người cảnh sát đó mà đi ngang mà xui mà thấy cái pháo mà nó bay lên trời đó, thì các bạn biết bị phạt bao nhiêu hay không? 1.000 đô la. Giống như cái anh vừa rồi đó, em cách đây 2 bữa em lái xe trong cái Carrefour Land là như vậy nè, đang chạy thẳng vậy nè, cái anh đó đó, anh chạy cắt ngang qua cái đầu của em là lỗi, là lỗi thứ nhất rồi. Và thêm cái hai cái lần mà nó thẳng vậy nè là mình không được vào, cho nên anh đó phải phạm cái lỗi thứ hai. Và cái lỗi thứ ba anh đó phạm đó là cái gì? Đó chính là đi cái lần Carrefour mà đi có một người. À, em có đăng trên short đó, các bạn có thể thấy rồi đó. Thì khi mà ảnh ra là ảnh xui cái thằng cảnh sát nó nằm gút bên đây nè các bạn. Vừa ra cái cảnh sát nó thấy, nó chạy lên, nó tắt vô liền, nó bắt liền. Cái xui của người đó là như vậy. Đó người ta gọi là nhân quả đó các bạn. Mình không biết lúc nào nhân quả sẽ đến mình. Có khi đến chậm, có khi đến nhanh. Cho nên cái thiết kịch của anh này mà hưởng đó, cái anh mà chạy ẩu trong cái lần Carrefour đó. Cái thứ nhất đó là mình đi một người, mình không được vào trong cái lần đó. Cái thứ hai đó là mình đi ngang băng qua hai cái lần. Một cái lần là 350, hai cái lần là 700. Đó, rồi cộng thêm mình violate cái Carrefour nữa. Cho nên cái thiết kịch này đây có thể tới 1.000 đô la đó các bạn. Trong cái short mà em đăng lên trên Facebook và trên
YouTube đó, trong YouTube Short đó, các bạn có thấy đó, cái xe mà chạy ngang á là cái đó đó, là không có người bình luận và hỏi tại sao hay gì em quay được cái cảnh này, thực sự em không có hay gì hết, mà trong camera của em có gắn camera sẵn. Cho nên khi mà cái camera mà hành trình đó, là khi mà mình đi hành trình trên đường của mình đó, thì tất cả mọi chuyện đều được lưu lại cả. Đó, yêu quên, nãy giờ nói chuyện với các bạn quên cái món này. Sở hữu đầu tiên đó chính là cà phê. Em xin mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Đã quá. À, đã quá. Hết sảy luôn. Hết sảy con bà bảy luôn các bạn. Thì hôm nay có một cái thông tin cũng rất là khá đặc biệt em muốn chia sẻ cho các bạn. Và trong cái sự mà tranh chấp tới nay, bên kia hết kiện rồi tớ suy nghĩ ra những cái chiêu trò khác để mà làm áp lực cho bên Hồng Loan. Rồi bên kia cũng nói là bên Hồng Loan phải sao kê. Bên Hồng Loan thì bắt bên Hồng Phượng phải sao kê. Bên phía của Hồng Phượng bắt Hồng Loan phải sao kê. Ủa nhưng mà Hồng Loan sao kê cái vụ gì ta? Chỉ những cái tiền mà Hồng Loan biết đó, quyên góp đó là trước ngày 25 tháng 3. Còn sau đó thì không có mắc mớ gì tới Hồng Loan. Thì những cái trước đó đó thì Hồng Loan biết thôi, chứ mà cái người mà tham gia cái đó đó là do ông Sài Thành và cô Hồng Phượng Hồng Nhung chẳng hạn. Chứ mà tang lễ đó thì không có mắc mớ gì cái tiền quyên góp gì đến Hồng Loan cả, tại sao phải sao kê, đúng không? Nhưng cái đó là thay mình thấy như vậy thôi. Còn những cái tiền mà riêng tư hay này nọ thì cái đó không biết, nhưng mà chắc chắn là các bạn nhớ không? Lúc mà Loan có nhận được cái bao lì xì, trong đó có khoảng đâu 2 triệu, 3 triệu gì đó, Loan cũng yêu lên trên, đăng lên trên Facebook yêu cầu trả lại cho người ta. Ai đã cho thì hãy tớ mà nhận lại, hoặc là đưa cái số tài khoản để mà gieo trả lại đó các bạn. Cho nên các bạn cũng thấy như vậy đó, là một người rất là cộng tâm, phân minh. Nhưng phía bên đối lập là phía của Hồng Phượng, Hồng Nhung và cũng như cái bà báo, cái bà nhà báo Hòa Bình gì đó, thì đang làm khó cái chuyện đó. Đó. Thì bây giờ em xin chia sẻ về cái cô này nha các bạn. Thì cái cô này đây đó đã có đăng lên như thế này. Cái cô nhà báo Hòa Bình có đăng lên như thế này. À, để em chụp cái này xuống, giữ lưu lại. Thì cô nhà báo có đăng như thế này các bạn. Giờ phe cô Hồng Loan nên chuyển sang kêu gào cô Hồng Loan đăng sao kê đi, nếu muốn xem danh sách người đi tiền phúng điếu trên mạng hay danh sách những người góp tiền xây mộ nghệ sĩ Vũ Linh với ý nghĩa mỗi người góp một viên đá xây mộ bài tỏ tình thương đến với thần tượng của mình, hãy kêu cô Hồng Loan đăng sao kê thay vì vô nhà tôi kêu gào sao kê và đi khắp nơi kêu gào cô Hồng Phượng đăng sao kê. Bởi tới nay phía cô Hồng Phượng đã đăng chi tiết bản gốc tất cả những gì có thể đăng rồi. Chỉ còn danh sách phúng điếu mà không nghệ sĩ hay người đi điếu nào cho đăng hết. Phía cô Hồng Phượng giải thích vậy. Bởi nếu đăng sẽ xảy ra tình trạng so sánh người này đi ít người kia đi nhiều. Nói người này đi, người kia không đi, danh sách này cô Hồng Loan biết hết. Thậm chí có những trang do chính cố cổ cùng chồng cổ và cô Bùm Bùm ghi. Nếu phe cô Hồng Loan muốn xem, hãy kêu cô Hồng Loan đăng lên và cổ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm với các nghệ sĩ và những ai đã đi đám. Ủa? Nhưng mà cái đăng những cái danh sách mà người ta cúng phúng điếu đó, cái đó mình đâu có nên đăng. Nó có cái sao kê, đó là sao kê những cái gì mà mình đi mua rồi cái biên lai rồi này, là mình sao kê mình chi phí những cái gì đó, cái đó mới là gọi sao kê. Còn cái tiền phúng điếu đó là cái tiền rất là nhạy cảm, tức là những người này người ta có tiền, cái người ta đăng, người ta cho chút chút cái người ta cũng nhạy cảm. Nhưng mà thực sự ra những người đi phúng điếu, à, cũng có nhiều người họ không có bỏ tên đâu các bạn, họ chỉ dục tiền trong đó, bỏ trong bao thơ dục tiền trong đó thì mình cũng không biết ai là ai. Nhưng mà chẳng hạn như đám cưới rồi cũng vậy, nếu như mình đọc hay là cái từ thiện hay là mình đọc những cái danh sách đó ra đó, có người họ muốn đọc, có người họ không muốn đọc, chứ không phải ai cũng muốn đọc cái tên mình lên cả. Có nhiều người người ta cho gì nè 50.000 đô thôi,
cái này là của chị cho em, đừng có nên đọc tên chị. Chị có đó, chị em mình với nhau biết một cái tấm lòng là được rồi. 50 ngàn này chị tặng riêng cho em cứ giữ đó đi. Cần thiết thì hãy là làm lấy ra làm từ thiện hay là chẳng hạn như vậy. Có nhiều người họ cho tiền mà họ không muốn đăng tên. Và cũng có nhiều người họ không muốn đăng tên tại vì họ mặc cảm với những người khác. Đó là cái cô này, nhà báo này nói là cũng đúng. Cho nên ép cô Hồng Loan, ép Hồng Loan phải đăng cái sao kê về cái danh sách mà phúng điếu đó, cái đó thì là bậy rồi. Còn người ta ép Hồng Phượng đăng thì cái đó thì em không biết có ép hay không. Nhưng mà cái danh sách mà phúng điếu đó, người này ít, người này nhiều, người kia nhiều, nhưng mà cũng nhiều khi không có để tên ở trong luôn nữa. Cho nên mình, cái đó là một cái chuyện mà rất là tế nhị thôi. Nên không cần thiết phải đăng những cái mà tiền phúng điếu. Mình chỉ là mình có thể mình cho biết cái số tổng tiền phúng điếu là bao nhiêu thôi. Tổng tiền phóng điếu là bao nhiêu, cái đó mình cho biết thì ok. Tại vì mình không biết trong số lượng đó có ai cho, mình không có thông báo cái đó. Thì cái đó là một sự tế nhị. Còn mình thông báo tổng tiền số phóng điếu là bao nhiêu là như vậy đó. Rồi những cái chi phí sao kê, những cái chi phí mình xài cho cái này, cho cái nọ, mua cái này, ăn cơm, mướn người này người nọ, bảo vệ, vệ sĩ gì đó, thì bao nhiêu. Thì sao kê ra thì cũng không sao cả. Ok, mình tiếp tục nha. Tiền khán giả đóng góp xây mộ phía cô Hồng Phượng, ông chú Thành cũng nói đã đưa cô Hồng Loan xem và đã nộp lên công an. Ủa, tiền phúng điếu mà tại sao phải nộp lên công an? Cái này vô lý ha. Tiền khán giả đóng góp xây mộ phía cô Hồng Phượng, ông chú Thành cũng đã nói đưa cô Hồng Loan xem và đã nộp lên công an. Tức là đã đưa cho cô Hồng Loan, coi cho Hồng Loan xem xét qua coi những số tiền có bao nhiêu và đã nộp lên công an. Ủa tại sao tiền phóng điếu phải nộp trong công an ta? Cái bài báo này đăng ngộ gì? Họ hỏi công an có được đăng lên không? Công an không cho đăng vì đây là nhân thân người khác, phải được họ đồng ý. Phe cô Hồng Loan muốn xem sao kê này, hãy kêu cô Hồng Loan lên làm việc với công an rồi tự đăng danh sách lên, tự chịu trách nhiệm. À, tức là số tiền phóng điếu đó là Hồng Loan đã xem rồi, coi như là biết được cái tổng cộng bao nhiêu rồi và đã đưa cho nộp cho công an là sao? Nhưng mà cái tiền phóng điếu mình đưa nó, mình không đấu cái chuyện, nói chuyện cá nhân trong gia đình, mình đâu có cần phải đưa cho công an ta. Và họ có hỏi công an có được đăng lên hay không, thì cái đó là chuyện nhạy cảm, mà không được đăng lên thì cái đó là đúng rồi. Tại người này sẽ mất cảm, người kia sẽ mất cảm, đúng không? Nhưng đây cô Hồng Loan cũng hãy đăng sao kê của những khán giả cổ kêu gọi, hãy gửi thông tin cho cổ để cổ tố cáo sự gian lận tiền đóng góp xây mộ gì đó, coi sự gian lận đó là thế nào, có ra được cái bằng chứng nào chưa. Thì bên đây đó là đòi ra, tại vì lúc trước đó Hồng Loan đó có đăng lên là ai có những bằng chứng gì thì hãy gửi cho, có đóng góp gì đó thì hãy gửi cho Hồng Loan, thì Hồng Loan sẽ đưa cho nhà pháp luật can thiệp. Thì đến nay cái cô nhà báo này đây hỏi có được và có ai được sao kê bằng chứng gì chưa. Cái thứ nhất là như thế này, có nhiều người họ không muốn dướng vào pháp luật, họ thấy là họ cho rồi thôi, họ nhịn, họ im. Mình cho rồi thôi, mình nói tiếc làm chi nữa. Mình cho 5 triệu, 10 triệu mà nhiều người như vậy. Người Việt Nam chúng ta sợ nhất là đụng tới pháp luật. Cho nên nhiều khi họ không có muốn liên lạc hay gì hết á. Tại vì họ nói, ôi, có gì đó tiền, không sao cả. Đây là tấm lòng của tôi. Đây là tấm lòng của tôi đối với anh Vũ Linh. Cho nên tôi cũng không cần thiết để mà đòi lại. Chẳng hạn như vậy. Chứ bây giờ tôi mà đưa cái biên lai like cho cô này mất công rồi, sau này công an hỏi tới tôi tiền có cần lấy lại hay không thì tôi không muốn phiền cái nhầy nọ. Thì cái đó là cái chuyện bình thường thôi. Người dân họ cho rồi thì họ không có lấy lại đâu. Và cũng như là họ sợ đụng tới pháp luật đó các bạn. Nếu cô Hồng Loan không dám đăng sao kê là có vấn đề nha. Tại sao cổ không dám đăng sao kê mà phe của cô suốt ngày đòi phía cô Hồng Phượng sao kê, chửi không đăng sao kê, và ngay cả bản thân cô Hồng Loan ra họp báo đăng Facebook cũng đòi sao kê, như ám chỉ phía cô Hồng Phượng đã ăn chặn nên không dám đăng công khai. Vì cô Hồng Loan hãy đăng công khai các sao kê phe cổ đòi đi. Đó, cái cô nhà báo này đó là ép Hồng Loan phải đăng sao kê, nhưng mà Hồng Loan không có kêu gọi, không có gì hết. Thì cái đó là tại sao phải sao kê. Chẳng hạn như bây giờ bình thường như vậy đi, cái ê trong tài khoản ngân hàng mày có nhiều tiền, khoe cho tao coi cái nha. Ủa gì vậy, tài khoản của tôi mà tại sao tôi khoe cho ông coi làm gì vậy hả? Đó,
Cho nên cái này nó cũng hơi vô lý. Tại những người nào sao kê là sở hữu nào? Là những người nào kêu gọi quyên góp thì người đó phải sao kê. Người nào nhận tiền người đó phải sao kê. Nhưng mà Phó Anh Hồng lo anh không có nhận tiền thì lấy gì mà sao kê? Không lẽ bây giờ mình đi làm bao nhiêu lương mình cũng công khai, mình tìm buôn bán được bao nhiêu tiền mình cũng phải công khai. À, còn sao kê là như thế nào? Là những cái tiền mà quyên góp của bá tánh vào một cái quỹ từ thiện, và cái quỹ từ thiện có trách nhiệm phải làm gì đó, thì họ sao kê cho người ta thấy, đó mới là đúng. Nhưng cái đằng này đây, cái người mà lên mà xin quyên góp á là ông Thành, ông Sạc Thành và cô Hồng Phượng gì đó đó, thì cổ nói rằng có một cái đoạn video của người ta nói rằng đó là cổ gọi xin tiền Thanh Thanh Tâm rồi này nọ, rồi than khổ này nọ đó các bạn. Cho nên cái người mà sao kê đúng rất á là Hồng Phượng, tại vì Hồng Phượng là người xin chẳng hạn như vậy. Mình đi xin mà mình không có tự nhiên đi kêu người khác sao kê, cái đó là lạ lắm rồi nha. Cho nên cái cô bài báo này thì cổ hơi bị tí xíu, cho nên cổ mới tức quá, cổ mới đăng lên cái bài như thế này là chó sủa và chó sự thật vẫn cứ nói rác rưởi chỉ có thể ở cống rãnh. Tức là họ chửi những người nào mà không hiểu biết á, nhưng mà thực sự cái cô Hòa Bình này là cổ đã bị dẫn dắt bởi bên phía của Hồng Phượng rồi. Cho nên coi chừng cuối cùng cái người mà thiệt thòi nhất đó là cô này nè các bạn. Tại vì họ tin, trước tiên hết á mình đã thấy bên Hồng Phượng nói láo như thế nào rồi, thấy không? Còn bên Hồng Loan á chưa có thấy lòi ra được cái gì mà nói láo, mà bên Hồng Phượng đã lòi ra rồi. Các bạn cũng thấy rồi đó, là như thế này. Hồng Phượng bình luận vào luật nào con nuôi hưởng tài sản vậy? Đã bình luận vào hỏi người ta như vậy thì các bạn cũng thấy rồi, đó là ám chỉ rằng là đã tranh giành với Hồng Loan rồi các bạn. Rồi còn một câu nữa, cậu tôi nhiều tiền lắm cần gì phải đi làm. Cái này là ám chỉ anh Vũ Linh rất là nhiều tiền, cho nên có đã nuôi Hồng Phượng, Hồng Nhung, cho nên không cần phải đi làm. Chính vì vậy bà Sáu mới cờ bạc, bà Sáu mới thầu đánh, không phải thầu đề mà là đi chơi đề, thua biết bao nhiêu tiền. Trong khi mà anh Vũ Linh đang hát á, chuẩn bị lên sân khấu hát á, thì giang hồ đến tìm anh Vũ Linh kêu trả nợ cho bà Sáu. Không trả nợ là không cho hát, các bạn có biết những cái vụ đó hay không? Đó. Và anh Vũ Linh cũng đã từng nói rằng là bà Sáu đã ăn, đã bay hết trên 1000 cây vàng và 500 nhà cũng vì bà Sáu này. Các bạn thấy chưa? Cờ bạc, thầu đề, dơ đề, thiếu nợ xã hội đen, thiếu nợ giang hồ bị người ta đòi. Mà đòi ai? Đòi anh Vũ Linh. Bây giờ lấy cái danh nghĩa của anh Vũ Linh ra. Ơi, tôi là em của Vũ Linh nè, có gì cho tôi mượn đi, có gì tôi kêu anh tôi trả sao, anh tôi giàu lắm. Các bạn thấy chưa? Có rất là nhiều người trên cái xã hội này dùng những cái danh nghĩa, những người danh tiếng ra để mà đi lừa gạt. Ở Mỹ này cũng có nè các bạn. Có một người dùng cái danh tiếng ra của một người rất là nổi tiếng trong chính trị của Việt Nam đang ở Mỹ nè, nói ơi, tôi là cháu của ông này nè, đó, bây giờ hãy tin tưởng tôi đi, hãy đầu tư vào đây để mà có tiền. Rồi cái người em quen đó đầu tư vô 100.000 đô, cuối cùng sao? Không cánh mà bay mất tiêu. 100.000 đô mất tiêu luôn các bạn. Tại vì sao? Cũng vì dùng cái danh nghĩa của người đó đó, nói ô tôi là cháu nè, đừng có lo, cứ yên tâm đi, tôi là cháu của ông lớn này nè. Mà ông này lớn thiệt, nói tên là biết liền. Đó, đang hoạt động ở Mỹ nè các bạn. Các bạn hiểu không? Cho nên những người mà ta dùng những danh tiếng, những cái người này người nọ đó là nguy hiểm lắm. Chẳng hạn như Hồng Phượng nói cậu tôi nhiều tiền lắm, sợ gì mà cần gì phải đi làm. Nói thiệt chứ em cũng có ông cậu nhiều tiền lắm, cũng hứa này hứa nọ, nhưng mà thôi bỏ, không có chấp nhất gì hết, không có chấp nhất. Nhưng mà nhắc tới Di Trúc Miệng á các bạn, Di Trúc Miệng á thì có nhiều người Di Trúc Miệng với em lắm, nhưng mà thôi bỏ, tranh giành làm cái gì. Có một người nói Di Trúc Miệng nha, có một người nói ô tao có 2 mảnh đất ở bên Cần Giờ nè, có gì mốt á cho mày. Em đâu có quan tâm tới làm gì các bạn. 2 mảnh đất nếu mà bên Cần Giờ bây giờ bán á, chắc cũng biết bao nhiêu tỷ mà nói, đúng không? Rồi những cái mảnh đất mà ở cái khu mà cái quê của em đó, bây giờ biết bao nhiêu tỷ mà nói. Em không nói ra cho các bạn biết đâu.
nhưng mà cũng là với chút miễn, nhưng mà thôi bỏ. Cái gì mình làm được thì mình làm, không làm được thì không làm. Cái gì mình cứ ngơ, cứ nghĩ trên cái cuộc đời này nè, cái gì thuộc về mình thì tự động nó sẽ thuộc về mình, cái gì không thuộc về mình thì mình tranh giành cách mấy, chấp nhận cách mấy cũng không bao giờ nó về thuộc về mình đâu. Giống như mình, người thế gian người ta có câu như thế này: mình tính không bằng chờ tính. Cho nên Hồng Phượng và Hồng Loan, xin lỗi, Hồng Phượng và Hồng Nhung đã tính trước rồi, đã xin vào nhà của anh Vũ Linh. Lúc đó anh Vũ Linh bắt đầu bệnh rồi các bạn, bắt đầu bệnh rồi, xin vào nhà ở để làm gì? Để kêu anh Vũ Linh đưa cái tên vào trong hộ khẩu gia đình và sau đó có thể đi cầm hoặc là làm cái chuyện gì đó. Chẳng hạn cái nhà từ đường cũng bị bà Sáu bắt cầm, cho nên người ta tới lấy trắng trợn luôn. Đó, cuộc sống bây giờ gian manh lắm. Ỷ có một người nào đó có tiếng hay có tiền trong gia đình mình, cái là bắt đầu dựa hơn để mà đi lấy người khác, để mình đi hóm hù dọ người khác. Rồi cuối cùng cái người gánh là ai? Thiệt thòi nhất cũng là cái người mang tiếng đó. Các bạn thấy chưa? Cho nên trong cái sự việc này mình cũng đã thấy rõ rồi, ai là người gian, ai là người kẻ hiền thì mình đều biết. Còn nếu như bây giờ mình phương phứa Hồng Phượng mà nói là Hồng Loan là gian xảo đó, đưa những bằng chứng đó ra đi. Người ta là con gái hợp pháp, người ta có quyền thừa hưởng những cái tài sản đó. Nếu như nói Hồng Loan ăn chận hay là gì đó thì hãy chứng minh, thì hãy chứng minh. Còn bây giờ mình đã chứng minh bên Hồng Phượng rồi. Ngay ngày tang lễ Hồng Phượng lên tiếng luôn, nói nhỏ này là con nuôi chứ không phải con ruột. Đó, tự nhiên đi khai là con nuôi, rồi tự nhiên lên mạng bôi nhọ danh dự người khác, nó đã có chồng qua rồi, bây giờ nó bỏ chồng nó đi theo người này người nọ. Cái đó là chuyện cá nhân, tại sao mình phải đi lên mình nói? Như vậy là mình đã hiểu ra được cái con người như thế nào rồi, đúng không các bạn? Đó, thì các bạn thấy cái chuyện mà nó vô lý ghê sợ chưa? Người không kêu gọi, người không nhận tiền vậy đó mà đi kêu sao kê. Còn cái tiền phóng điếu thì cho xem, ô đây nè, lon cái nè, tổng cộng đây là 600 triệu nha, thôi bây giờ tôi đi nộp cho công an. Ủa, cho coi vậy thôi à, chứ có biết gì đâu, đâu có danh sách gì đâu. Cho xem, tức là xem cái số tiền thôi, nhưng mà không biết có hay không, tại vì cái đó là do bên này nói thôi. Cái gì cũng vậy, mình cũng phải nhận xét hai bên nha các bạn. Thì cái chuyện đó bây giờ mình không có bàn tới nữa, thấy nó lạ quá, nó vô duyên quá, bàn tới làm gì. Thôi bây giờ mình sang một cái chuyện khác nha. Thì bây giờ thì mới đây nhất thì Hồng Loan đã đăng lên một cái bài như thế này: Hồng Loan đang tìm một cái huy chương vàng, cái huy chương vàng mà anh Vũ Linh, tức là ba Vũ Linh đó, đã nhận được. Và có một cái huy chương vàng đó, thì cái giá trị trong cái huy chương vàng thì thực tế là nó không có bao nhiêu tiền, nhưng mà cái giá trị về cái tinh thần nó rất là to lớn nha các bạn, rất là to lớn. Để em kiểm tra cái âm thanh lại lần nữa coi. Ok. Đó, cái giá trị nó rất là to lớn, cho nên cái gì cũng vậy phải có một cái kỷ vật đó. Thì kỷ vật Hồng Loan đăng như thế này: kỷ vật quan trọng nhất trong sự nghiệp của ba, con tìm không ra, con chỉ biết người cuối cùng cầm nó thôi. Con nhớ ba. Bắt buộc thôi, mới có mấy tháng à, thì phải nhớ thôi các bạn. Coi như là 5 tây tháng 3 là mất, thì bây giờ là bên Việt Nam là 5 tây tháng 7, coi như là 4 tháng rồi. 4 tháng anh Vũ Linh ra đi rồi các bạn. Cho nên phải nhớ. Các bạn nhớ không, anh Vũ Linh có nói đó: trời ơi, con bé nó sợ mất tôi lắm, tôi đi đâu nó cũng gọi hết. Con gái tôi nó thương lắm, đi đâu nó cũng gọi, nó sợ mất. Các bạn còn nhớ cái đoạn video đó không? Em có cho các bạn xem rồi đó. Cho nên tình cha con từ nhỏ không mẹ, một mình anh Vũ Linh vừa đóng vai mẹ vừa đóng vai cha, cho nên Hồng Loan rất là thương cha của mình. Nếu như mà bên phía Hồng Phượng, Hồng Nhung gì đó, tất cả mọi người gì đó hiểu thương cho anh Vũ Linh, thì phải thương Hồng Loan cái hoàn cảnh như thế nào. Từ bé không cha thì giống như Hồng Phượng thôi, không biết cha của Hồng Phượng là ai luôn, để bữa nào em hỏi coi là ai nha. Em hỏi là ra liền hả các bạn? Em hỏi là ra liền thôi, tại vì em biết nghệ sĩ rất là nhiều, hỏi là ra thôi à. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó để từ từ tính nha. Chuyện cá nhân là mình không có lôi ra, chuyện cá nhân là mình để ở đó,
mình biết vậy thôi, chứ không phải mình lôi ra mình để nói trên mạng, ôi trời ơi con nhỏ Hồng Loan này 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 này, các bạn hiểu chưa? Câu hỏi giống như Hồng Vượng, ôi nhỏ này là con nuôi những con nuôi đó, đừng có nói như vậy. Chạm vào cái tự ái của người ta, chạm vào cái mật cảm của người ta sẽ đau lắm. Thí dụ một ngày nào đó người ta nói là Hồng Phượng là con có người này nó nói đi ra thì sẽ như thế nào, đúng không? Nói gì các bạn hiểu rồi chứ gì. Thì cái quy chương đó các bạn, với cái này cũng là một cái quy chương, mà cái này cái cấp chứ không phải cái quy chương. Cái này cái cấp vàng mà con trai của em nó đã nhận được, cái giá trị mình đi mua nó chắc không tới một đô đâu, nhưng mà cái giá trị về cái tinh thần của cái cấp vàng này các bạn, là cả cái vấn đề học vấn của nó phải đọc được 100 chữ. Con của em mới có 6 tuổi thôi, coi như cái lúc mà nó học là mới năm được cái quy chương này, mới 5 tuổi thì phải đọc được 100 chữ thì mới được cái quy chương này. Cho nên cái quá trình mà đọc được 100 chữ đó các bạn là phải học. Học đâu phải mình học cái mình biết liền, là con nít nó mới lớn mà các bạn đâu phải học chữ nó biết liền, nó biết nói thì nói nhiều lắm, nhưng mà chữ thì thường thường nó biết nói trước xong nó mới biết chữ sau. Thì muốn học được 100 chữ để được cái quy chương này đó là phải tốn rất là nhiều thời gian để mà học. Đó, cuối cùng nó được, nó mừng lắm. Nó vậy nó khoe cái này xong á, phải mua đồ tặng cho nó để làm gì? Để mình cho nó thấy rằng là nó giỏi. Đó, cái quy chương này không có đáng tiền nhưng mà cái tinh thần nó rất là cao, y hệt như cái quy chương vàng của anh Vũ Linh cũng vậy. Tinh thần rất là cao nha các bạn. Thì bây giờ có một cái những cái bài như thế này là người ta đã đăng lên trong cái sự việc đó, trong cái sự việc thì những cái tin nhắn mà cái người cuối cùng đã gặp đã nói chuyện đó, đã gặp chụp hình trong cái quy chương vàng của anh Vũ Linh đó bạn. Thì sau đó bên phía của Hồng Loan đã nhắn để mà coi có hay không, thì bây giờ mình xem coi như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ đưa cái này lên màn hình cho các bạn xem những cái tin nhắn đó để mình lưu lại sau này. Đây, bây giờ mình tăng cái thứ nhất này. Thì cái này là một người tên là Phụng. Thì nghe nói Phụng là vợ của Thanh Sô gì đó các bạn, không biết phải hay không. Thì bây giờ bắt đầu những cái tin nhắn này không biết có theo thứ tự hay không, thì bây giờ mình cứ coi như vậy đi nha. Mẫu y chang như vậy mà là khung. Nếu chị còn giữ, chị gửi ship lên cho em để em giữ làm kỷ niệm của ba. Một trong này cái người này, từ Phụng này trả lời rằng 1000% anh chị không có giữ. Rồi sao không cánh mà bay rồi, giờ em kiếm hoài không thấy. Đó là Hồng Loan trả lời đó nha các bạn. Chuyện gia đình em anh chị không xen vô, từ đó đến giờ chỉ biết lo ba thôi em. Còn tất cả cái gì của ba anh chị không dám đụng đâu em. Em biết tánh anh chị mà, tức là người này con nuôi của anh Vũ Linh đó các bạn. Em chỉ hỏi chuyện cái huy chương thôi. À, em chỉ hỏi chuyện cái huy chương, tức cả cái gì của ba anh chị không dám đụng đâu em. Vì chỉ là người cầm vài chụp hình cuối cùng và đăng lên nên giờ em chỉ biết hỏi qua anh chị thôi. Xong rồi khẳng định lại lần nữa là huy chương anh chị không giữ nha em. Cái này em phải hỏi lại mọi người ở nhà nha em. Rồi vị chị hỏi lại bên chị Nga giùm em, hiện tại ở nhà là không có rồi đó. Cũng lâu rồi chị không nói chuyện với chị Nga, với con Nga đó em, nên là em nhắn hỏi con Nga tiện hơn chị. Đó. Dạo này em không gọi chị Nga và chị cũng không nghe điện thoại. Dạo này em có gọi chị Nga và chị không nghe điện thoại của em, nên giờ em biết làm sao liên lạc với chị Nga. Chị cũng không biết sao luôn, vì chị cũng không liên lạc với ai bên đó luôn. À, xong gỡ hình thì không biết hình gì. Bây giờ mình đọc tiếp nha. Bây giờ em chỉ biết kiếm anh chị hỏi huy chương đó thôi, vì lần cuối người cầm và chụp hình cái huy chương đó là anh chị, và chị Nga cũng nói khi vào là không thấy. Nếu có giữ anh chị đưa lại cho em để em giữ làm kỷ niệm cho ba của em. Đó là cả đoạn đường nghệ thuật của ba, không để mất được. Nếu không em sẽ nhờ chính quyền giải quyết giùm em. Xong rồi cái người này, chị Phụng này, cô Phụng này trả lời lại nè. Cái này là xảy ra vào 15 tây tháng 6 rồi các bạn, nhưng mà bây giờ họ mới đăng lên, chắc là có lẽ là bên kia không chịu giao cho nên đã. Bây giờ không giao không trả phải không, tôi đăng lên trên mạng đó. Bây giờ mình đọc tiếp nha. Trời đất, em nghĩ anh chị lấy cái huy chương của ba để làm gì nè. Nếu chị lấy là phải xin phép hỏi ý em mới dám lấy, vì đồ của ba cũng là của em mà loan. Chị biết em đang buồn và chị cũng thế, nhưng tất cả những gì của ba chị muốn chụp hình để làm kỷ niệm thôi. Chị muốn chụp hình để làm kỷ niệm thôi, chị muốn để lại nguyên giá trị và tình cảm. Nguyên giá trị và tình cảm
cũng như công sức của ba ngày của ba còn nguyên vẹn ở đó. Chị không giữ làm gì, đó là kỷ vật của ba, em đừng hiểu lầm gì. Xong rồi cái người này tưởng là báo công an, cái người này, cái người tên Phụng này mới dội dàng nói chị không có lấy đâu nha, câu chị đâu có kỷ vật vậy, không có chụp hình chị lấy, cho con hỏi em rồi, sợ báo công an. Bây giờ mình coi tiếp nha. Ý em nói là bây giờ không biết huy chương đó ở đâu, nên bây giờ người cầm duy nhất và sau cùng là chị, thì nên bây giờ anh chị tìm lại giùm em cái đó. Hiện tại em không liên lạc được chị nghe nữa, và bây giờ hỏi ai cũng không biết, nên chị phải làm sao để lấy cái đó trao lại cho em. Còn không bắt buộc anh chị phải chịu về chuyện huy chương này đó, chị suy nghĩ lại giùm em nha. Đó, tại vì cái người cuối cùng cầm mà là sao không biết được, thấy không? Và ba mất anh chị cũng lo cho ba xong, mồ yên mã đẹp là chị vui rồi, việc còn lại là của gia đình, của em quyết định, anh chị không ý kiến. Nên nếu muốn xin vật đó thì chị sẽ nói với em, chị muốn để lại nguyên giá, nên muốn xin vật đó thì chị sẽ nói với em, nhưng chị không muốn kỷ vật của ba thì cứ để cho ba, chị không dám động tớ đâu. Nè, xong rồi như nè, chị khẳng định lại một lần nữa, 1000% là anh chị không giữ. Hôm đó đông người truyền tay xem chụp ảnh, và chính chị Bình Tinh hôm đó kêu chị Nga để lại tủ sắt cho ba. Em không tin hỏi lại chị Bình Tinh nha, còn mọi việc còn lại chị không biết nữa. Còn em thưa chị cũng chịu, vì chị không giữ thực sự. Chị xin phép chị ốp máy nha, để nói qua không ra vấn đề. Để chị xin phép em, chị ốp máy nha, để nói qua không ra vấn đề. Đó, sau khi cái này xin phép ốp máy rồi, đâu đó bị không liên lạc được với người này trên Messenger nữa, tức là đã chặn luôn các bạn. Đó, cái bản cuối ở đây để nói là không liên lạc được với người này trên Messenger, tức là đã bị chặn rồi, đã chặn Hồng Loan luôn rồi. À, các bạn thấy chưa? Cho nên ở trong đây á, là nếu như á, cái người này không có biết gì về cái vấn đề, chắc chắn là sợ đụng tới chính quyền công an là sợ rồi, cho nên đã phải chặn, không muốn nói gì thêm nữa. Tại vì nói gì thêm nữa sẽ bị lưu lại làm bằng chứng, lưu lấy làm bằng chứng. Thì bây giờ cái người cô tên Phụng này đây, cổ nói rằng là Bình Tinh có lúc đó có kêu Nga cất trong, chị Nga cất trong tủ. Như vậy thì chị Nga này cũng không có liên lạc được luôn. Như vậy thật sự ra ai là người cất giữ? Những người này là người hiểu rõ nhất. Bà Nga này bà cũng là hiểu rõ nhất. Rồi bà có cái kênh, bà cô Nga này cũng có cái kênh YouTube lấy tên của anh Vũ Linh. Nhưng thực chất ra khi mà anh Vũ Linh mất rồi thì cái cô Nga này hãy nên trao cái kênh nó lại cho Hồng Loan. Nhưng mà chắc Hồng Loan không có cần cái kênh đó đâu, cái kênh này của cô Nga. Không thôi đổi tên khác cũng được, đừng có để là Vũ Linh nữa, cái đó nó không sẽ có hay, ha ha. Nói tóm lại là có tật thì giật mình. Thì trong khi đó có nhiều người ở trong đây có bình trả lời những cái bình luận đó các bạn, thì họ nói là có tật thì giật mình, cho nên mới sợ mới chặn. Thì cũng có người binh vực nói là nếu như mà khỏi không có liên quan tới họ thì sao, mình chưa biết được rõ ràng như vậy. Nhưng thực sự ra mình không muốn bị cái cô Phụng này, không muốn bị Loan phiền, cho nên đã chặn đi, cắt đứt liên quan hệ. Ủa mà sao kỳ vậy, người nhà với nhau chặn để làm cái gì các bạn? Có cái gì thì nói nhau thôi, đâu cần phải thích phải chặn. Gần giận cũng chặn, hận cũng chặn, và làm sai cũng chặn. Cho nên trong cái sự việc này là có cái vấn đề. Thì Loan đã nói rồi, Loan tìm khắp trong nhà không có cái huy chương đó. Nhưng trong lúc tan ra tan gia bối rối, chốt lúc cái tang lễ không biết có ai bưng đi hay không nha, hay là bà sáu bào bà đã bưng đi mất tiêu rồi, sau này bà lòi ra cái đó bà bắt phải chuột tiền không chừng nữa. Bây giờ đó không chừng cái đó lòi ra, cái bà bắt đầu bà nói ê đây nè, cái huy chương đây nè, huy chương đây nè nha, phải đưa tôi 100 triệu tôi mới trả nha. Coi chừng mai mốt lòi ra những cái chuyện đó đó nha các bạn, để coi có đúng hay không. Đón bừa chơi cho vui gì đó, nhưng mà nhiều khi nó thành thật. Không, sau này mình không biết được. Và bây giờ cái chuyện này còn chuyện còn nóng bỏng, cho nên khi mà đưa ra mà đòi tiền như là bị chửi nữa,
Cho nên cái huy chương này đó không cánh mà bay, chắc chắn sẽ có người nắm giữ nó nhưng mà mình không biết rõ là ai thôi. Thì cái người cuối cùng là người phụng là vợ của ông Thành Sô, là con nuôi của anh Vũ Linh đó các bạn. Thì là người cuối cùng. Thì trong những cái bình luận anh thấy là như vậy đó, cho nên mình bây giờ mình không biết như thế nào. Và có rất là nhiều khán giả muốn Hồng Loan đưa cái sự việc này ra ánh sáng, tức là phải cho công an vào cuộc đó các bạn, cho công an vào cuộc đó. Giống như em có nói là đồ mất chắc chắn có người lấy, kỹ vật quan trọng nên phải tìm lại thôi nè Loan. Cái đó em nói cho thôi. Dạ, cảm ơn anh Lung đã khen. Thì có rất là nhiều người trong đây họ đưa nói rằng là phải đưa ra công an này nọ đó mà, tại vì cái đó kỹ vật mà, cái quan trọng lắm các bạn, một cái công sức phải nói là rất là lâu dài mới được cái đó. Giống như một cái tờ giấy bình thường, nó là một cái tờ giấy không, ví dụ có cái tờ giấy trắng thì bình thường nó tờ giấy trắng, nhưng mà mình phải bỏ 4 năm, 5 năm ra học mình lấy cái tờ giấy trắng đó là một cái bằng ra trường của mình, cái bằng cấp của mình. Nó chỉ là một cái tờ giấy, nhưng mà cái bằng cái khi mà những gì mà ghi trên cái tờ giấy đó đó, đó là một cái quá trình, một cái tinh thần, một cái phải nói là rất là dài, thậm chí thành cái chục năm cho tới 20 năm mới được nó. Cho nên cái gì cũng vậy, rất là quan trọng, Loan phải lấy là tìm được như cái đó, không thôi là không có yên. Thì đem tìm được cái huy chương rồi thì phải để trên bàn thờ, để đó để mà trưng, để mà làm gì vậy. Nhưng nếu như mà có ai đó mà có linh thiêng hay gì, giống như mình ta hay mình bất độ mà mình hay giái ông địa, à, ông địa ơi con cúng ông để chuối trái cho con tìm được cái đồng hồ, tìm được cái này cái nọ hả, như vậy tự nhiên ra đâu đó nó lòi ra các bạn. Thôi bây giờ mình cứ giái đi, mình cứ khấn đi, biết đâu sẽ từ từ nó sẽ đưa ra thôi. Nhưng mà coi chừng có người tống tiền cái huy chương đó nha. Em đón mò đón vui vậy thôi cho các bạn nghe vậy thôi. Thôi ok, em xin chấm dứt cái video tại đây nha. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 7, là ngày lễ độc lập tự do của nước Hoa Kỳ, tức là nước Mỹ. Em xin chúc các bạn khắp nơi nước Mỹ một ngày độc lập tự do thật là hạnh phúc. Và nhớ an toàn nha, chơi pháo hãy cẩn thận, đừng chơi pháo lậu, coi chừng bị phạt mất 1.000 đô như chơi. Chơi pháo lậu là bị phạt nha. Thì mình phải chơi pháo đàng hoàng, như vậy giống như pháo này nè, pháo này có kiểm dịch, bán trong chợ đàng hoàng, cho nên không phải là pháo lậu, cứ chơi thoải mái. Thôi em chúc các bạn khắp nơi một ngày lễ độc lập tự do thật là an lành và hạnh phúc. Và những người bên Việt Nam là ngày thứ tư rồi các bạn, là ngày năm tây rồi đó, thì coi như là 4 tháng anh Vũ Linh đã ra đi. Thì em chúc các vị khán giả của anh Vũ Linh một ngày rất là đồng ấm, và khán giả của em một ngày rất là tràn đầy năng lượng luôn. Như có yêu thương em, hãy tặng cho em một cái đăng ký nhé. Nhớ bấm like, bấm share và đặc biệt nhấn bình luận cho em biết luôn. Em xin hẹn các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nhé. Bye bye.